Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023, đoàn cán bộ huyện Châu Thành đến đặt vòng hoa và dâng hương tại nhà ghi ơn mẹ Việt Nam anh hùng. Trong không khí trang nghiêm, với lòng thành kính và tri ân, các đại biểu dâng hoa, thắp hương và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ công ơn của các mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trải qua hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, huyện Châu Thành có 516 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hiện nay có 8 mẹ còn sống và đang được phụng dưỡng